Ok, chào các bạn. Các thân mến, chúng ta sẽ đến với chương trình Tiếng Anh cho người bắt đầu. Ờ, từ bây giờ trở đi thì một tuần cô cho Anh sẽ hỗ trợ các bạn hai buổi với phần Tiếng Anh cho người bắt đầu. Bạn thân mến, cuốn sách mà cô cho Anh sử dụng trong buổi học này của chúng ta có tên là Tiếng Anh cho người bắt đầu. Chợ, cái cuốn sách này được thiết kế theo cái kiểu như sau này. Chợ, bình thường, đúng không ạ? Bình thường đáng nghĩa là chúng ta sẽ sẽ phải học từ học học nói trước đúng ạ học nghe trước luyện nói luyện nghe trước rồi sau đó mới đến đọc mới đến viết tuy nhiên thì ấy, trong cái chương trình học phổ thông này cũng như là trong cái cách học ngoại ngữ từ trước tới giờ đều là theo kiểu là là học ngữ pháp trước và chắc ngữ pháp rồi mới đến các phần khác nên là ở cái cuốn sách tiếng Anh cho người bắt đầu này cô cho anh cũng sẽ viết theo cái hướng đó tức là sao ạ tức là theo cái hướng đó là trên cơ sở là từ ngữ pháp bởi vì là theo cái thói quen của người Việt mình đó là học ngữ pháp và chắc ngữ pháp rồi mới đến những cái phần kỹ năng khác vì vậy mà ở cuốn sách này cô cũng sẽ không thay đổi gì cái thói quen đã cả mà cô sẽ theo cái thói quen đó nhở tuy nhiên thì cô sẽ có theo cái hướng như sau đó là từ cái bình thường bình thường chúng ta sẽ học ngữ pháp theo kiểu là học để thi học để làm tốt các bài kiểm tra đúng không ạ nhưng mà các bạn không không hề biết rằng đó là ngữ pháp chính là cái cái không đúng không ạ chính là cái nền móng để chúng ta phát triển cả những kỹ năng khác về ngôn ngữ nhé thì ở cái cuốn sách này cô trai sẽ theo hướng đó là từ cái ngữ pháp đó sẽ được sử dụng trong giao tiếp như thế nào Chợ ngữ pháp đó sẽ được sử dụng trong cái quá trình chúng ta học đọc, học viết, học nghe như thế nào. ở à, chưa? Và cái ngữ pháp đó sẽ bổ trợ như thế nào cho phần từ vựng. Vậy có nghĩa là cái cuốn sách này là cuốn tiếng Anh cho người bắt đầu bởi vì nó sẽ đi với những cái phần đầu tiên như là chào hỏi này, đúng không? Những cái từ rất là cơ bản ban đầu nhá. Và nó sẽ đi sâu vào những cái chủ điểm để mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đấy chưa? Cuốn tiếng Anh cho người bắt đầu thì nó kiến thức của nó không quá cao siêu Nhưng mà Nhờ khi cái khi mà chúng ta học xong cái cuốn sách này thì các bạn sẽ có thể tự tin trong giao tiếp, tự tin hiểu được là cái phạm chủ ngữ pháp đó tại sao mình phải dùng cái ngữ pháp như thế, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tự tin được là khi mà chúng ta nói chúng ta muốn diễn đạt cái gì đó, chúng ta tự tin là chúng ta có thể diễn đạt đúng được vì chúng ta có ngữ pháp. Nhờ. Và chúng ta hiểu được, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được cái 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 chủ ý mà mình muốn diễn đạt là gì. Nhờ. bình thường ví dụ chúng ta học thì hiện tại đơn chẳng hạn đúng ạ nhưng mà đôi khi chúng ta có theo cái kiểu là học hiện tại đơn chỉ để làm được đúng bài tập chia dạng đúng cuộc động từ trong hoặc chẳng hạn nhưng mà không phải nhá yeah. buổi học hôm nay thì cô muốn các bạn hiểu được rằng là chúng ta học thì động từ để mà chúng ta có thể dùng tốt trong cái việc diễn đạt vậy thì thì hiện tại đơn sẽ được dùng để diễn đạt với cái ý như thế nào và hiện tại đơn sẽ được sử dụng trong giao tiếp như thế nào trong học viết như thế nào chợ cho học đọc như nào và trong luyện nghe như nào. Cái cuốn sách là cái cuốn sách mà có đủ tất cả các kỹ năng luôn nhá. Rồi, cái cuốn sách này ngoài cái chương trình hỗ trợ của cô cho anh ra thì cô cô Minh Trang là đồng tác giả cuốn sách này có một cái nhóm kín nhờ hỗ trợ các bạn từ A tới Z cuốn sách này, tức là khi mà các bạn tham gia cái nhóm kín của cô Minh Trang đó, nhờ cô sẽ hỗ trợ các bạn học cuốn sách này, trợ hỗ trợ đến cùng để mà sau này các bạn có thể nhờ các bạn có thể có nghĩa là có, có vốn kiến thức về tiếng anh có thể tự tin sử dụng tiếng anh cho giao tiếp vì vậy mà nếu như bạn nào mà có cuốn sách này thì bạn có thể bạn có thể là liên hệ với cô minh trang hoặc là bạn kéo lại cái bài ở trên cái page của cô này nhờ cô có chia sẻ cái cách để chúng ta tham gia cái nhóm đó rồi thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn để bạn tham gia cái nhóm đó để được cô và cô minh trang hỗ trợ nhé rồi cô sẽ có như sau này Hôm nay cô sẽ đi sâu phần sau nhớ Trong cái cuốn sách này có rất là nhiều những chủ điểm nhớ. Và hôm nay cô sẽ đi vào cái chủ điểm sau này nhớ. Hôm nay cô sẽ đi vào chủ điểm đó là bài số 5 Cô chọn bài số 5 làm cái bài đầu tiên cho cái chuỗi chương trình hỗ trợ sách tiếng Anh cho người bắt đầu Chợ bài số 5 của chúng ta là bài về thiện đơn Em nhìn bố cục bài nó sẽ có phần ngữ pháp này có phần nghe phần nói này nhờ yeah. các phần nghe thì có sẽ có đưa vào hai cái chủ đề nhờ yeah. cái chủ đề bổ trợ cho hiện đơn chính là chủ đề về greeting chào và phép gia đình rồi sau đó đến đọc rồi đến viết nhớ yeah. vậy thì bây giờ cô sẽ đi vào bài mỗi một buổi chúng ta học 30 phút thôi nhờ yeah. vì có thể là bài hôm nay của chúng ta không hết được thì mình sẽ để sang buổi sau các bạn nhớ theo dõi để chúng ta cập nhật đủ các bài nhé rồi <laughs> bạn sẽ xem cho cô như sau này Chợ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thì hiện tại đơn Yeah. thì hiện tại đơn này ừ, cô sẽ có như sau ấy thì hiện tại đơn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần chủ điểm ngữ pháp trước nhớ yeah. đầu tiên khi các bạn học thì hiện tại đơn thì bạn phải nhớ cho cô là thì hiện tại đơn dùng để làm gì đúng không? tại sao lại phải có hiện tại đơn nhớ về gì nhớ cô như sau ấy thì hiện tại đơn dùng để làm gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách dùng của nó nhớ yeah. bắt đầu này từng cái một thì hiện tại đơn dùng để diễn tả những hành động thường xuyên xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần ở hiện tại nhá yeah. thì cô sẽ có ví dụ như sau I go to school by bus every day yeah. I go to school by bus every day tôi đến trường bằng xe buýt mọi ngày vậy cái này của cô sẽ là diễn tả hành động hành động thường xuyên xảy ra đúng không ạ tôi đến trường bằng xe buýt mọi ngày vậy câu này chúng ta cũng thấy là mình mình gặp ở trong cái gọi mình gặp ở trong cái tình huống giao tiếp hàng ngày rất là nhiều đúng không ạ thì cô có thể là ví dụ như bạn nói rằng là I go to school by bus every day Nhưng yeah, tôi đi, tôi đến trường bằng xe buýt mỗi ngày Nhưng mà ví dụ cô có thể nói là uh, I go to work Nhận yeah, by, by bike every day chợ tôi đi làm, tôi đi đạp xe Đi làm mỗi ngày, kiểu như vậy Đúng ạ rồi. rồi tiếp này cô sẽ có câu thứ hai nhá cô sẽ là she always has me for breakfast rồi cô sẽ có như sợ she cô ấy đúng không always luôn có đúng không sữa cho chợ cho breakfast cho bữa sáng chợ cô ấy luôn uống sữa vào buổi sáng Vậy cái này sẽ diễn tả cái hành động làm sao đấy Hành động thường xuyên xảy ra Hành động lặp đi lại nhiều lần Đúng không ạ? Sáng nào cô ấy cũng uống sữa Vì bạn sẽ nhìn cho cô như sau này Từ hai cái ví dụ này Em nhìn cho cô nhá cách cái động từ cô gạch chân này Chứ bạn sẽ thấy như sau này Động từ của đơn người thế chi như sau này Với chủ ngữ là ai Động từ go để nguyên nhá. Yeah. Với chủ ngữ là she yeah, Người ta dùng là has Nguyên dạng của nó phải là động từ have Ok, nguyên dạng của nó phải là have Chứ ở đây người ta dùng là has nhưng người ta dùng là has Vậy thì bạn sẽ có thể hiểu như sau này Như chúng ta sẽ có là khi nào người ta sẽ dùng là have Và khi nào người ta sẽ dùng là has Để bạn nhớ cô như sau này has Cho ngôi số ít nhá Cô ấy ngôi thứ ba số ít người ta dùng has Thế còn have cho ngôi ai Và các ngôi số nhiều Vậy chúng ta học được một công thức rồi ở à, Tiếp này Dùng để diễn tả thói quen Nhờ thói quen này cô sẽ có như sau My sister Chị gái của tôi Đúng không? Thường chợ sleep ngủ muộn vào vào buổi tối và sau đó thì là và làm sao get up cô có cụm động từ get up nghĩa là thức dậy đúng không thức dậy cũng làm sao lên muộn đúng không In the morning vào sáng hôm sau gì xin chị gái của tôi thường thức khuya và ngủ dậy muộn vào sáng hôm sau vậy đây là diễn tả thói quen của chị ấy nhớ nhớ cô này my sister chị gái của tôi này động từ sleep thêm s động từ get thêm s vậy thì bạn có thể khái quát lên thành công thức của hiện đơn này Chứ đó là với chủ ngữ là ai động từ để nguyên đúng ạ với chủ ngữ là my sister số ít thì động từ sẽ thêm s đúng ạ từ đó chúng ta sẽ khái quát được công thức nhé tiếp này ngoài dùng để diễn tả hành động thường xuyên xảy ra ngoài dùng để diễn tả thói quen ra thì nó còn dùng để diễn tả chân lý sự thật đúng nhờ chân lý sự thật đúng ví dụ cô có như sỏi Chứ cô sẽ có là the là trái đất đúng ạ moves di chuyển around xung quanh the sun mặt trời nó gì gọi trái đất quay quanh mặt trời sự thể nhiên nhớ yeah. về sự nhiên chuyện lại đơn Nếu yeah, cô sẽ có từ earth uh, là trái đất chỉ có một thôi chỉ có một thì động từ cô chia số ít vậy thì từ đó chúng cô sẽ suy ra được là uh, thì đơn với động từ số ít thì chúng ta sẽ thêm s yeah. tiếp này cô có câu tiếp theo này cô có mother's mother e grandmother Nếu cô sẽ có là người ta dùng phẩy s là sở hữu cách này mother là mẹ đúng không ạ mother's mother e grandmother mẹ của mẹ là bà nhớ yeah. sự thật hiển nhiên rồi tiếp này ngoài ba cách dùng đó ra Người ta còn dùng thì hiện tại đơn để nói về thời gian biểu, nói về chương trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo cái thời gian biểu đó. Nhờ ví dụ cô sẽ có như sau. Chờ bạn sẽ nhìn cho cô rồi cô có từ plane là máy bay. Chờ cô có cụm động từ take off nghĩa là cất cánh. Nhờ, máy bay cất cánh vào lúc 3 giờ chiều này. Nhờ bây giờ gì, ạ? gì ạ? máy bay sorry nhờ, cô sẽ có từ nhờ cô có từ take off là cất cánh nhé chờ sorry em Chờ cho cô anh này cô sẽ phải là cất cánh chứ không phải là hạ cánh. Ok. Đây cô có từ take off nghĩa là cất cánh. Ok. Thế vậy cô sẽ có từ là hạ cánh. Được không ạ? Hai từ khác nhau. Đây là máy bay cất cánh vào lúc 3 giờ chiều này. Nhá. Yeah. Vì thì với cái câu này của chúng ta này, nó dịch là 3 giờ chiều đây thì máy bay cất cánh vậy nó sẽ nói về lịch trình của chiếc máy bay đó. Nhưng người ta dùng hiện tại đơn. nghĩa cô có từ The train, con tàu, đúng không ạ? lên rời lúc 8 giờ sáng mai Nói về lịch trình, dùng hiện tại đơn Rồi tiếp này Ngoài dùng để diễn tả thời gian lịch trình ra Ngoài được dùng để diễn tả hành động thường xuyên xảy ra ra chợ ngoài dùng để diễn tả thói quen ra Ngoài dùng để diễn tả sự thật chân lý đúng ra Thì người ta còn dùng thiện đơn để diễn tả nghề nghiệp Cái này rất là rõ này Nhờ, Ví dụ như rồi Ví dụ My mother is a teacher Ok chợ My mother is a doctor in a big hospital mẹ tôi là bác sĩ trong một bệnh viện lớn đúng không ạ my brother Nếu sẽ thấy này my mother mẹ của tôi đúng không ạ động từ to be chia là is vậy thì chúng ta thấy được là qua thông thông qua cái việc theo dõi các ví dụ này thì mình sẽ thấy như sau này có trường hợp thì động từ của mình sẽ là 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 thêm s này có trường hợp động từ để nguyên này đúng không ạ thì bây giờ lại có trường hợp lại động từ ấy chia là is vậy thì nó suốt cuộc nó theo cái công thức kiểu gì tí nữa chúng ta sẽ đến cái phần công thức bây giờ em cứ để ý cho cô đã đúng không ạ cô lại có là my brother Chợ my brothers, anh trai của tôi, những người anh của tôi. Nhờ, là số nhiều, động từ work để nguyên. Chúng ta có cái cấu trúc đó là work as, nghĩa là làm nghề gì? như mechanics, thợ máy. Rồi các anh trai của tôi đều làm thợ sửa chữa. Rồi ngoài dùng để diễn tả nghề nghiệp ra, nó còn dùng để diễn tả nguồn gốc xuất xứ. Ví dụ, I come from Thai Nguyên City. nhờ I come from Thái Nguyên City. Tôi đến từ thành phố Thái Nguyên, diễn tả nguồn gốc xuất xứ này. Chợ ngoài dùng để diễn tả nguồn gốc xuất xứ ra, còn dùng để diễn tả bình phẩm. Yeah, bình phẩm ví dụ cô sẽ có như sau này. Yeah, she is not only beautiful but also intelligent. Chờ, yeah, cô không những xinh đẹp mà còn thông minh nữa. hoặc yeah, là ví dụ cô sẽ có như sau này. Yeah, the baby is very. nhận yeah, the baby is very lovely. Nhờ, yeah, em bé rất là đáng yêu. Dùng để diễn tả bình phẩm. Chờ, yeah, ngoài dùng để diễn tả bình phẩm ra nó còn dùng để diễn tả sở thích. nhận yeah, diễn tả sở thích ví dụ như sau này. I love walking in the rain. Chúng ta có cấu trúc là sau nào, cộng, sau cái từ love cộng với verb in, thích làm gì? Chợ, I love walking in the rain because chợ, it gives me a pleasure Nó sẽ có như sau I love, tôi thích, đúng không ạ? Walking, đi bộ in the rain Dưới trời mưa Because, bởi vì Chờ, nó nó là gì? Chính là cái việc đi bộ dưới trời mưa đó Gives Nó cô sẽ có động từ gives Là gì ạ? Cho, đúng không ạ? Me, tôi A pleasure Cảm giác dễ chịu Nghĩa là tôi thích đi bộ dưới trời mưa Vì nó cho tôi sự dễ chịu Nhá Vậy thì chúng ta sẽ xong này Thì đơn của chúng ta có cần lấy cách dùng Cô nhắc lại thiền đơn dùng để diễn tả hành động thường xuyên xảy ra hành động lặp đi lại nhiều lần ở hiện tại chợ thiền đơn dùng để diễn tả thói quen thiền đơn dùng để diễn tả chất lý sự thật đúng chợ thiền đơn dùng để diễn tả thời gian biểu chương trình kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu đó mình có thể nói chung là thiền đơn dùng để diễn tả thời gian biểu lịch trình nha yeah. thiền đơn dùng để diễn tả nghề nghiệp dùng để diễn tả nguồn gốc xuất xứ dùng để diễn tả bình phẩm ok và dùng để diễn tả sở thích bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần đó là phần về công thức nhá. Yeah. Thế công thức của thì hiện tại đơn sẽ được dùng như thế nào? Tin như cô như rồi. Hiện đơn cô sẽ có như rồi. Công thức là chủ ngữ cộng với động từ. Động từ sẽ chia làm hai nhánh. Tức là chia làm hai nhánh như cô này. với động từ ở đây cái này gọi là động từ thường. Với động từ thường lại chia theo hai kiểu. Nên là chia theo vấp nguyên dạng. Nếu chủ ngữ ai, nếu chủ ngữ là ai hoặc các ngôi số nhiều, nếu chủ ngữ là ai hoặc các ngôi số nhiều thì động từ chia nguyên dạng. Chợ, nếu như chủ ngữ của chúng ta là số ít thì động từ sẽ thêm s hoặc là es. Chợ, động từ thêm s nếu động Chợ, nếu như động từ tận cùng là các đuôi sau ss, ch, sh, o nhá. Thế còn nếu như động từ của cô mà là bi đó ạ thì cô sẽ có là am cho ngôi ai chợ y cho các ngôi số ít và a cho các ngôi số nhiều tí nữa trong cái bài tập triệu từ cô sẽ nói rõ hơn nhá. Đó à, Cô sẽ có như sau này Giờ bạn sẽ lưu ý cho cô như sau đó là Với những động từ tận cùng là đuôi y dài Nếu trước y dài là một nguyên âm Thì ta chỉ thêm S vào sau động từ ấy thôi Ví dụ cô sẽ có như sau Cô có là suy cô ấy Ngôi thứ ba số ít đúng không ạ? Vậy thì cái động từ play của chúng ta phải thêm S chợ động từ play của chúng ta tận cùng là y dài Trước là A A là nguyên âm Trong tiếng Anh có 5 nguyên âm ghép thành chữ ngoại như này Đúng không ạ? vậy thì cô sẽ có là trước y dài của cô là a à, có trong bộ nguyên âm này vậy nếu trước y dài là một nguyên âm thì ta chỉ thêm s vào sau cái động từ ấy mà thôi Nhá. Yeah. thì cô sẽ có là she plays the guitar whenever she has free time là cô ấy chơi guitar người ta sử dụng mạo từ trước tên của các loại nhạc cụ này cô ấy chơi guitar whenever giờ cô ấy có từ when là khi nào ghép yeah, với từ ever mang nghĩa là bất cứ Nhá. Yeah các từ để hỏi nhá các từ để hỏi đây các từ mà theo kiểu wh cộng với ever nhở cộng với ever nhá thì nó mang ý nghĩa là bất cứ ví dụ cô có từ who ghép với ever thì cô sẽ có từ whoever bất cứ ai đúng không ạ thế cô có từ when ghép với ever bất cứ khi nào rồi cô có từ where ở đâu ghép với ever bất cứ nơi đâu đúng ạ thế cô sẽ có như sau ảnh cô ta chơi bị chơi guitar bất cứ khi nào cô ấy có free time cứ có từ free time thời gian rảnh rỗi cái này diễn tả thói quen của cô ấy Rồi, tiếp về trường thứ hai này Nhờ, nếu như trước y dài là một phụ âm Thì ta đổi y thành y e, e s Ví dụ cô có như sau này My mother, mẹ của tôi always Thường đúng không ạ, cries Khóc When seeing a moving film Rồi Cô sẽ có là when seeing yeah, When seeing, khi xem này, a moving Moving là cảm động Nhờ. Mẹ tôi luôn khóc khi xem một bộ phim cảm động nhá Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau gốc của nó từ nguyên gốc của nó sẽ là từ cry như này. Chờ tận cùng là y dài trước là một phụ âm. Vậy chúng ta sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm e e. Nhờ, vậy thì chốt lại cái vấn đề của như này của anh này như sau. Đó là nếu cái từ tận cùng là y dài trước là một nguyên âm thì ta chỉ thêm thêm s e vào sau cái y e dài đó. Thì còn nếu trước y dài là một phụ âm, đúng không? Thì chúng ta phải chuyển y dài y ngắn thêm e s. với động từ hợp thì sao? Chợ với động từ là hợp thì sao? nếu chủ ngữ của chúng ta là ai hoặc là ở dạng số nhiều, thì động từ là have giữ nguyên. Thế còn nếu chủ ngữ là số ít thì hợp đổi thành has, nhớ chưa? Nghe nó tiếp này. Với đấy là cái phần toàn bộ cái phần công thức này là cô nói là dạng khẳng định, thế còn dạng phủ định và nghi vấn thì sao? Chợ, với cái dạng phủ định và nghi vấn này, với động từ thường thì ta mượn trợ động từ do, hoặc là da cho trợ cho để làm trợ động từ thì cô sẽ có như sau với động từ thường thì ta mượn trợ động từ là do do cho ngôi ai và các ngôi số nhiều thì cô sẽ có là does thì cho số ít nhá yeah, cô sẽ có như sau trợ với cái cấu trúc câu phủ định nhờ với cấu trúc câu phủ định thì cô sẽ có như sau thì cô sẽ có là chủ ngữ cộng với do hoặc là does cộng với not cộng với nguyên dạng trong đó cô có là do cộng với not thì tạo thành don't Ok, đa cộng với not thì tạo thành doesn't. Ok, thế còn với cấu trúc câu nghi vấn thì sao? Với cấu trúc câu nghi vấn thì chúng ta đảo cái trọng từ do hoặc là does lên trước chủ ngữ rồi đằng sau cộng chủ ngữ. Em nhớ cô là đã mượn trọng từ động từ chia nguyên dạng với tất cả các ngôi. nhận ví dụ cô sẽ có như sau. Này. Câu khẳng định ký hiệu bằng dấu cộng nhá. Nhờ phủ định ký hiệu dấu trừ và hỏi chấm là nghi vấn. Thì cô sẽ có như sau. Này. They clean. Chờ, they clean the bed twice a day. Chờ, they họ clean dọn đúng không ạ? Bedroom phòng ngủ twice a day hai lần một ngày nhớ vậy thì vậy cô sẽ có phủ định này gì là họ dọn phòng ngủ hai lần một ngày vì nếu phủ định là gì là họ không dọn phòng ngủ hai lần một ngày nhé vậy cô sẽ có như sau này với chủ ngữ là they chúng ta sẽ mượn trợ từ là do phủ định nó sẽ thêm từ gì bạn not thì sẽ thành là they don't clean the bed twice a day thế còn với câu nghi vấn thì sao với câu nghi vấn chúng ta đảo trợ từ đến trước thì cô sẽ có là do they clean the bed twice a day ok thế còn với trường hợp của cô đấy là trường hợp mà Uh, chủ ngữ là ngôi số nhiều nhá thế chủ ngữ là ngôi số ít thì cô sẽ có như sau Cô có my mother, mẹ tôi ứng với ngôi là she trong tiếng Anh, đúng không ạ? Mẹ tôi giúp tôi với bài tập về nhà mọi buổi tối Nhờ vậy thì cô sẽ có như sau, phủ định này Chủ ngữ của cô là my mother là số ít Vậy thì cô sẽ có phủ định thì cô sẽ phải mượn trọng từ là does Chờ có thêm nó và lại thành phủ định thành doesn't Chờ my mother doesn't have me with my homework every evening rồi, thế còn nếu mà câu nghi vấn chúng ta sẽ mượn trợ từ đảo lên đằng trước Anh nhớ cô là nếu em đã mượn trợ từ đằng sau động từ cô chia nguyên dạng đó không thêm gì cả rồi thế này với động từ to be thì ta sẽ dùng be làm trợ động từ nhá về với cấu trúc câu phủ định nó sẽ là chủ ngữ cộng với am ia cộng với nó cộng chấm chấm nhớ cô trong đó cô có i cộng với nó thì nó sẽ viết tắt thành isn't trợ a à, cộng với nó viết tắt thành and Thế còn câu nghi vấn chúng ta sẽ đảo am ia, lên trước nhớ với cô sẽ có ví dụ như rồi Cô có my parents, bố mẹ tôi, hai người số nhiều dùng to be là a Vậy phủ định nó sẽ là vấn cái từ a đó thêm not vào Đúng ạ, nếu nghi vấn chúng ta sẽ đảo a lên trước nhá Thế còn với trường hợp thứ hai cô có my mother, mẹ tôi, số ít Chợ, Nếu số ít thì cô sẽ dùng to be là is Chợ, Thành lập phủ định thì cô sẽ có is cộng với not để tạo thành isn't Chợ, Thế còn thành lập nghi vấn chúng ta đảo is lên trước Ok, chợ. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn này Nhờ bạn sẽ nhìn cho cô như sau này. Thì hiện tại đơn có những cái trạng từ sau nhớ em nhớ cô là khi trong câu của em có những trạng từ này nhớ thì nó sẽ là thì tại đơn nhờ, cô có như rồi cho cô có từ always luôn luôn nhá cô có từ usually nghĩa là thường xuyên nhớ cô có từ often thường frequently thường đúng không sometimes à, thỉnh thoảng sau đó là hiếm khi rarely là hiếm khi đúng không ạ cô sẽ có từ hardly cũng là hiếm khi. Cô có từ nếu nghĩa là không bao giờ. Generally là nhìn chung. Trợ regularly nghĩa là thường xuyên Ngoài ra thì có thể every Từ every của chúng ta có thể ghép được rất là nhiều này Cô có every day, mọi ngày, every week Mọi tuần đúng không ạ? Every month, mọi tháng, every giờ, mọi năm Rồi cô sẽ có every Sunday, every Monday Nhờ mọi chủ nhật, mọi thứ hai Trợ ngoài ra nó sẽ có thể dùng một số từ này Nó từ once là một lần, twice, hai lần, three times, ba lần Trợ four times, là bốn lần Nhờ a week ở đây a month of một lần hai lần ba lần bốn lần bốn lần đúng không ạ năm lần một ngày một tuần một tháng kiểu như vậy nha yeah. thì cô sẽ thấy được là đây là tất cả cái phần lý thuyết về thì lệ đơn giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn vào cách làm là dạng bài chia dạng đúng của động từ trong hoặc ở tỉ đơn và trong quá trình mà cô chữa cái bài tập đó thì cô sẽ hướng dẫn cho bạn cả cái cách để chúng ta áp dụng công thức vào chia này là và cô sẽ dịch cái câu đó để em hiểu xem là cái câu đó tại sao lại được dùng với thiền đơn nó dùng với ý nghĩa là gì nhé